Thì chỉ 2 ngày sau khi quy định giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ có hiệu lực, cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượt đến đăng ký đóng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô cũ. Riêng đối với lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu, cục thuế thành phố cho biết có thể trong tháng 4 sẽ có văn bản trình ủy ban về việc giảm mức phí này. Thông tin từ cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù chỉ mới 2 ngày kể từ khi nghị định số 23 của chính phủ về lệ phí trước bạ có hiệu lực, nhưng thành phố đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượng lượt đến đăng ký đóng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô đã qua sử dụng. Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, phó trưởng phòng phụ trách về phí trước bạ, cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người mua xe cũ trước đây chỉ sử dụng giấy ủy quyền chứ không làm thủ tục sang tên chính chủ do lệ phí trước bạ quá cao. Việc giảm 8% phí trước bạ đối với đăng ký từ lần thứ hai trở đi đã tạo động lực cho những người này đăng ký sang tên. Theo nghị định số 23 của chính phủ về lệ phí trước bạ, từ ngày 1 tháng 4 này, lệ phí trước bạ lần hai trở đi đối với ô tô dưới 10 chỗ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc ở mức 2%. Riêng lệ phí trước bạ lần đầu là 10% và có thể điều chỉnh cao hơn cho phù hợp với từng địa phương, nhưng không được quá 50% mức quy định chung. Sau khi có nghị định này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã điều chỉnh giảm lệ phí trước bạ đăng ký ô tô lần đầu từ 20% xuống còn 15% và lần thứ hai từ 12% xuống còn 2%. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, mức lệ phí trước bạ tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi có quy định này là 15% đối với đăng ký lần đầu và 10% từ lần hai trở đi. Như vậy, với quy định này, lệ phí đăng ký lần thứ hai trở đi giảm đến 8%. Ông Nguyễn Cao Mỹ còn cho biết, phía cục thuế thành phố đã thống nhất với Sở Tài chính về việc giảm từ 15% xuống còn 10% đối với lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu. Dự kiến trong tháng 4 này, Sở sẽ có văn bản báo cáo cụ thể lên Ủy ban. Về phía cục thuế chúng tôi đã làm việc với Sở Tài chính và cũng như là Sở Tư pháp. Chúng tôi cũng đã thống nhất được cái quan điểm là chúng tôi sẽ điều tiết giảm xuống từ 15% xuống 10% về lệ phí trước bạ, vì chúng tôi quan niệm rằng lệ phí trước bạ chỉ là một cái khoản thu mà mang tính chất là quản lý về cái đầu phương tiện đối với cơ quan nhà nước, chứ không phải là một khoản thu mà để cái ngành thuế tăng thu. Đó, như vậy thì tôi nghĩ là chắc cái thời gian trình thì nó cũng sẽ sớm, trong tháng 4 này chúng tôi cũng cố gắng sẽ trình ra ủy ban. Theo kỳ vọng của ông Mỹ, việc giảm lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu có khả năng tạo ra sự chuyển biến rõ rệt hơn cho thị trường ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh.